Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Chào mừng toàn thể cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định Vino. Vâng, thì hiện tại thì Thiên Định đang đứng tại trung tâm của khu sao biển nha cô chú anh chị nha. Thì Thiên Định xin chia sẻ với cô chú anh chị chúng ta một số cái thông tin như thế này. Hiện tại thì khu sao biển là khu bàn giao đầu tiên, cho nên là bể bơi của khu sao biển cũng như những cái tiện ích tại khu sao biển hiện tại thì cô chú chị nào chúng ta đã là cư dân của khu sao biển thì chúng ta có thể sử dụng những cái tiện ích như bể bơi, sân tập tennis, sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, là chúng ta có thể sử dụng được hết những cái tiện ích như này rồi nha cô chú chị nha. Cô chú chị nào chúng ta có nhu cầu thì tải cái app VinID về có thể đăng ký sân tập cũng như là đăng ký để bơi. Đây, hiện tại Thiên Định đang có mặt tại phía sau của giải sao biển 23. Đây là những cái căn shop tại sao biển 23. Đây là sao biển 11 cô chú chị ạ. Và đối diện sao biển 11 đó chính là cái trung tâm của khu sao biển. Nó đầy đủ rất nhiều các những cái tiện ích hiện tại. Và hiện tại thì bể bơi tại khu sao biển đang hoạt động và hiện tại mọi người ai đã là cư dân của khu sao biển thì mọi người có thể tới đây sử dụng dịch vụ. Và hiện tại bể bơi tại khu sao biển cũng rất nhiều cư dân đã sử dụng rồi cô chú chị nha. Hiện tại có những cư dân chưa tới ở mà chúng ta còn đang trong quá trình thi công thôi, nhưng mà chúng ta đã có thẻ cư dân thì chúng ta cũng có thể qua và chúng ta sử dụng tiện ích để chúng ta bơi. Đây cô chú chị nhìn thấy không ạ? Đây là sân vui chơi dành cho trẻ em. Bây giờ Thiên Định sẽ vào bên trong bể bơi quay cho cô chú chị xem nhá. Mọi người tới bơi rất là đông luôn cô chú chị ạ. Bây giờ còn đang sớm, chưa tí nữa tầm khoảng 5:30 6 giờ ấy thì lúc đấy là bể bơi nó sẽ rất là đông luôn. Thì hiện tại thì bể bơi mọi người đang tới thì chưa phải là đông người. Mọi người có thẻ cư dân là chúng ta có thể vào bơi được rồi cô chú chị ạ. Đấy. Đây, mọi người có thẻ cư dân mới vào được nha cô chú chị nhá. Không vào anh. Đấy, bây giờ là vào bên trong này để bơi. Mọi người có app ID thì chúng ta gọi là tải app ID về xong đấy đăng ký nha cô chú chị nha. Mọi người tới bơi thì để dọc xe tại hai bên đường của khu sao biển luôn. Bên đây có là sân tập golf mini. Đâu? Phải chính chủ ạ. À. Bây giờ có cần phải vào luôn hay là đăng ký app là vào được? Cái này thì em cũng không rõ, anh có thể liên hệ bên. Nhưng mà chỉ cần cầm thẻ tới là vào được đúng không? Ok, ta cảm ơn. Bể bơi thì có hai khu vực bể bơi, để bể bơi dành cho người lớn và bể bơi dành cho trẻ em nha cô chú chị nha. Bên phía bên kia chính là sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông. Mọi người hôm nay chủ nhật thì tới bơi rất là đông luôn.